Đó là câu chuyện xảy ra tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Khi hai doanh nghiệp xử lý rác tại đây là công ty Tâm Sinh Nghĩa và Vistar, mặc dù đã bị Bộ Tài nguyên Môi trường ra văn bản yêu cầu xử lý, khắc phục ô nhiễm từ nhiều năm qua, nhưng đến nay hai đơn vị trên vẫn bất tuân. Một ngày cuối tháng 2 năm 2021, chúng tôi có mặt tại khu vực trên và được nghe người dân sống xung quanh khu liên hợp này cho biết. Họ gần như chưa thấy hai đơn vị trên khắc phục ô nhiễm. Mùi hôi, nước rỉ rác vẫn tràn ra hộ dân cư. Nhiều lắm, chiều là gió vô, ngoài là vô là đây, chiều không mở luôn, hôi gì lắm. Có khi mà ảnh hưởng mình ngứa, mấy đứa con tắm diễn ngứa, kẻ không à. Nó ra ca là 6 giờ chiều, 10 giờ đêm. Nó ở ca bắt đầu, đây là ử. Tôi nở trọn luôn. Ảnh hưởng này là ảnh hưởng nè, nước nè. Đó, là ảnh hưởng mùi của bãi rác nè. Nó thường xuyên luôn á. Từ ngày là luôn vậy luôn. Khoảng 9-10 giờ đêm xe nó ấy rác ngoài này nè. Chở nghe thối khoảng chừng tiếng hồ. Là khi mà kiểu mà nó dở ra nó đổ rác á, thì nó đậy là nó thúi. Nó uống mình uống nước mua đó, nhiều nó thúi là thúi chị không nổ luôn. Nó thì rõ ràng ở đây phải ô nhiễm chứ sao. Giờ ngoài đó, khác bên đó, mưa thì nước đen chảy ra. Hôm nay thấy nước đen tràn ra rồi nè. Có hai người quy sinh tràn tới đây nè. Cứ đổ ra nè, qua tràn nè. Cái bờ còn nguyên à, mà sình đâu dưới tràn qua. Trước đây thì ai cũng hôi nhiều. Nhưng bây giờ thì nó theo gió. Có gió nhiều thì nó phát ra nhiều. Nó phát ra là hôi nhiều. Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vào cuộc từ năm 2018 khi nhận được đơn thư phản ánh của người dân lúc bấy giờ. Theo kết quả thanh tra được đăng tải trên truyền thông nhà nước vào ngày 17 tháng 1, thì việc kiểm tra, chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường cũng như kiểm tra trên hiện trường ở thời điểm hiện tại với hai công ty cho thấy các vi phạm trong bảo vệ môi trường của cả hai công ty kéo dài từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Lượng chất thải rắn sinh hoạt, hai công ty tiếp nhận xử lý hàng ngày vẫn vượt công suất xử lý và qua thời gian dài, dẫn đến việc tồn đọng với khối lượng lớn. Tại khu vực ngoài trời, hai công ty này đã lưu giữ lượng chất thải trơ trên diện tích khá lớn. Tuy nhiên, có nhiều khu vực không được che phủ kính để lộ chất thải ra ngoài trời. Nước rỉ rác từ bãi được thu gom qua rãnh bao xung quanh. Một số vị trí không được phủ kính nên nước rỉ rác không được thu gom đã chảy trực tiếp ra môi trường đất, chảy ra hồ chứa và thậm chí tràn ra kênh trong khu dân cư, ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân. Chất nước về uống nè, chất nước bình bình vậy. Chất nước về uống á, cứ từng lấy hai ba thùng bó đó, từng lấy hai thùng bó chứ đâu dám uống nước này. Nước này nó cái màng của nó y như là dầu vậy đó, con đen y như là dầu hắc vậy đó. Ta định ra cống rồi ra cống rồi mới ra kinh, đang thâm luôn. Không khám thôi, khám là bệnh á. Ở giờ mình sợ thì ở ngoài cái nhà ở ngoài đó, đó có một cái nhà đây ra bên tay trái. Ở mùa mưa ấy nó tràn ra y như là dầu nó đổ. Nên là khổ quá, đi sách nước cho anh gì uống chứ. Đúng giờ chứ tôi... vô đây là xài nước sạch không, tiện cạnh quá thì giờ cũng thấy ơn quá. Gì có hai ba bữa tẩy là tôi uống sẽ chết còn gì. Thôi nó cái tẩy á, tẩy. Nó mới làm mấy năm thì nó thì thối lắm, nhưng mà không tiền ráng làm thôi. Cũng lo lắng nhưng bây giờ hoàn cảnh khó khăn không biết làm. Coi như là ở ngoài này thì sử dụng nước xài rửa đồ này nọ bình thường, đây thì coi như khoan giếng rồi lọc. Còn nước ngọ uống thì dân đây ta mua bình về uống. Bộ cũng đã có văn bản đề nghị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hai công ty trên thực hiện các biện pháp về bảo vệ môi trường theo các hồ sơ môi trường đã được phê duyệt. Hai doanh nghiệp phải tiếp nhận và xử lý chất thải sinh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh đúng với công suất thiết kế và năng lực xử lý hiện tại. Cả hai công ty phải có biện pháp để xử lý và chuyển giao hết khối lượng chất thải tồn đọng cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Văn bản kết luận mới nhất được ban hành vào ngày 13 tháng 1, nhưng tại thời điểm chúng tôi ghi hình, nghĩa là nhiều tuần sau khi thành phố Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu của Bộ, việc xử lý hai công ty gây ô nhiễm vẫn chưa được thực hiện. Tôi có ai quan tâm tới? Lâu rồi, nay cả mười mấy năm rồi, có ai quan tâm tới đâu. Cũng yên vậy à, không có gì hết. Thậm chí nguồn nước xài nè,
vẫn ô nhiễm bị rác đâu uống được đâu, chỉ xài tắm rửa thôi, uống rồi phải mua chỗ khác. Tổ trưởng ấp thì cũng không có nói tới, tại vì nay chắc lo lót rồi hay sao mình cũng không biết. Không, nó cũng vậy, dân ở đây biết thì cũng quen. Chúng tôi đã gọi điện thoại đến Ủy ban Nhân dân xã Thái Mỹ, Củ Chi theo số điện thoại 028-3791-3125 để hỏi thêm về phản ánh của người dân và việc xử lý hai doanh nghiệp gây ô nhiễm nêu trên, nhưng không ai bắt máy.